vực và thế giới trong một nền kinh tế tri thức của những thành tựu khoa học và kỹ thuật, với những con người có tri thức, có tâm huyết, có tài năng. Đầu xuân Tân Tỵ, những người làm chương trình khoa học và giáo dục xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn. Chúc một năm mới an khang, thịnh vượng và chúng ta cùng chúc cho sự nghiệp khoa học giáo dục của nước nhà luôn phát triển để tạo nên thế và lực cho tương lai của dân tộc. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình VTV2 ngày đầu xuân Tân Tỵ. Đến quan